Trên một chân núi nọ, hai người đàn ông vô tình phát hiện một con ngựa tội nghiệp đang bị kẹt giữa hai tảng đá khổng lồ. Cảm nhận ngay sự nguy cấp của tình huống, họ không chút do dự lao vào hành động cứu giúp. Con ngựa đã kiệt sức và yếu ớt, phát ra những tiếng rên rỉ bi thương, khiến cả hai người càng thêm quyết tâm giải thoát cho nó. Một trong hai người đàn ông bắt đầu dùng hết sức lực để kéo tảng đá nặng nề, mồ hôi nhễ nhại trên trán nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng tảng đá lớn cũng nghiêng ngả và lăn xuống dốc, tạo ra một tiếng động lớn. Ngay tức khắc, con ngựa lập tức đứng dậy, dù đôi chân còn run rẩy và không vững chắc. Những người đàn ông ấy, với tình yêu thương và lòng dũng cảm, đã trở thành những anh hùng thực sự. Biết ơn sự giải thoát, con ngựa may mắn nhìn quanh phong cảnh quen thuộc và bắt đầu tận hưởng tự do. Câu chuyện này không chỉ cứu một sinh mạng mà còn là minh chứng cho tình người ấm áp giữa bao la thiên nhiên. Chú alpaca bé bỏng này đã rơi xuống một cái hố sâu và mắc kẹt không thể tự thoát ra được. Trong lúc đang đi dạo gần đó, một người đàn ông tốt bụng đã vô tình phát hiện ra tiếng kêu yếu ớt của con vật bé nhỏ. Nhận thấy tình huống khẩn cấp, ngay lập tức, anh ta đã bắt đầu hành động để đào đất và giải cứu chú alpaca tội nghiệp khỏi cái hố nguy hiểm. Chắc hẳn bé alpaca phải cảm thấy rất khó chịu và lo lắng khi bị kẹt trong cái hố chật hẹp, tối tăm. Mẹ của alpaca, với ánh mắt lo lắng và đầy sợ hãi, không thể rời mắt khỏi con mình. Bà mẹ liên tục theo dõi, dường như đang cầu nguyện cho một phép màu. Người đàn ông hiểu được tầm quan trọng của việc cứu giúp mạng sống bé nhỏ này, đã không ngần ngại dùng hết sức lực của mình để đào bới. Anh ta đào một cách cẩn thận, nhẹ nhàng để tránh làm tổn thương chú alpaca yêu quý. Mỗi nhát cuốc đều được thực hiện với sự tận tâm và chính xác cao. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực không mệt mỏi, cái hố đã được mở rộng đủ để có thể giúp bé alpaca thoát ra. Trong khoảnh khắc người mẹ alpaca nhìn thấy tia hy vọng, cô đã bắt đầu trở nên lạc quan hơn, tiếp tục dõi theo từng động tác của người đàn ông cứu hộ. Người hùng của chúng ta, sau khi đảm bảo mình đã có thể nắm chắc lấy cơ thể của bé alpaca mà không gây đau đớn, đã quyết định nâng bé lên. Và cuối cùng, với sự giúp đỡ ân cần, bé alpaca đã được giải thoát khỏi cái hố. Niềm vui sướng bùng nổ khi chú alpaca nhỏ bé lại có thể chạy nhảy, vui đùa trở lại. Bé không ngần ngại chạy ngay đến bên mẹ mình và cảnh tượng mẹ con họ được đoàn tụ đã khiến ai nấy xung quanh đều không khỏi xúc động. Trong trái tim mỗi người mẹ, tình yêu dành cho con cái luôn là vô bờ bến và không gì có thể so sánh được. Bằng hành động dũng cảm và trái tim nhân hậu của mình, người đàn ông không chỉ cứu một sinh mạng mà còn để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng những người chứng kiến. Câu chuyện này không chỉ là một minh chứng cho tình yêu thương vô điều kiện mà còn là bài học về lòng can đảm và sự kiên trì. Trong một ngày đầy nắng tại Kamenica, Kosovo, một tiếng kêu cứu vang vọng đến tai một người đàn ông. Anh, một người đàn ông can đảm và giàu lòng nhân ái, không chút do dự đã lao mình vào dòng nước đục ngầu, nơi mà không một ai dám bén mảng. Dù biết rằng nước rất bẩn và có thể ẩn chứa nhiều nguy hiểm, nhưng tấm lòng thương vật của anh đã thôi thúc anh phải cứu lấy một sinh mạng đang trong cơn nguy kịch. Hồ nước không chỉ bẩn mà còn rất sâu, thách thức mỗi bước chân của anh. Anh tiếp tục lội và khi không thể lội được nữa, anh bắt đầu bơi. Làn nước lạnh buốt nhưng không làm giảm đi ý chí của người đàn ông dũng cảm này. Giữa lớp sương mờ ảo phủ lên mặt hồ, anh phát hiện ra một con diệc bé nhỏ đang vật lộn giữa những bụi lau, cánh mỏng manh của nó không thể vẫy vùng do bị vướng vào một sợi dây câu bẫy. Con diệc với đôi mắt đầy sợ hãi, dường như đã mất hết hy vọng. Nhưng khi đội cứu hộ đến kịp thời, tia hy vọng le lói đã xuất hiện. Những người cứu hộ, với sự nhanh nhẹn và dũng cảm, đã nỗ lực không mệt mỏi để giải cứu con chim bé bỏng khỏi cái bẫy tử thần. Người đàn ông với bàn tay vững chãi của mình đã giữ chặt lấy con chim trong suốt quãng đường bơi trở lại bờ, dù đầu anh chỉ vừa ló lên mặt nước. Trên bờ, một cuộc đấu tranh khác lại bắt đầu. Một người trong nhóm cứu hộ đã lấy dao ra cẩn thận cắt từng đoạn dây quấn quanh chân và cánh của diệc. Mỗi nút thắt được gỡ bỏ là một bước nới lỏng xiềng xích cho con vật. Con diệc, dù trong hoàn cảnh trớ trêu, vẫn bình tĩnh đáng ngạc nhiên, có lẽ bởi nó cảm nhận được tấm lòng và sự an toàn mà những người cứu hộ mang lại. Họ đã phải hết sức thận trọng để không làm tổn thương đến những bộ phận nhạy cảm của con chim. Những người hùng không mệt mỏi này đã chứng tỏ sự tận tâm và lòng kiên nhẫn phi thường. Cuối cùng, khi mọi sợi dây đã được tháo gỡ, sự tự do lâu lắm rồi mới lại đến với con diệc. Nó được thả trở lại vào vòng tay của thiên nhiên, bắt đầu vỗ cánh, bay lên cao rồi hòa mình vào dải chân trời xa xôi. Con diệc, loài vật của sự oai hùng và tự do, một lần nữa chứng minh sự phi thường của mình. Lời cảm ơn cuối cùng dành cho những người đàn ông can đảm này, những anh hùng thực thụ không chỉ với loài người mà còn với cả thế giới tự nhiên. Họ không chỉ cứu một mạng sống, mà còn gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và các sinh vật sống trong nó. Nhờ có lòng dũng cảm và hành động của họ, một sinh mạng quý giá đã được cứu. Và câu chuyện của họ sẽ còn được kể đi kể lại như một minh chứng cho tình yêu thương và sự quan tâm sâu sắc đối với thế giới tự nhiên. Không sao đâu, chúng tôi sẽ giúp bạn ra khỏi đó. Đây là lời động viên từ người phụ nữ đang cầm máy quay, một thành viên trong nhóm bạn trung niên. Khi họ chứng kiến con ngựa hoang đang từ từ chìm xuống cái hố bùn sâu,
nơi mà đàn của nó đã vội vã bỏ lại phía sau. Trong chuyến đi bộ trên một con đường hẻo lánh, nhóm bạn trung niên này đã tình cờ phát hiện ra cô bé ngựa con đang cô đơn giữa không gian vắng vẻ và ngay lập tức nhận ra rằng có điều gì đó rất không ổn. Khi tiến gần hơn, họ thấy con ngựa hoang trong tình trạng tuyệt vọng, mắc kẹt trong một cái hố sâu đến 5 feet, nơi nước và bùn đã ngấm vào từng bộ phận của nó. Bất chấp những mối nguy hiểm xung quanh từ các sinh vật hoang dã đến môi trường khắc nghiệt, những người bạn không hề ngần ngại giúp đỡ và đã dũng cảm bước xuống lớp bùn dày đặc với một sợi dây thừng trong tay. Cô bé ngựa với ánh mắt mệt mỏi, tuyệt vọng đã không còn sức để chống cự khi họ nhẹ nhàng đặt sợi dây thừng quanh cổ nó. Trong lúc cố gắng đứng dậy, đôi chân sau của nó lại tiếp tục chìm sâu vào lớp nước bên dưới, không có điểm tựa vững chắc để nó có thể dùng sức đẩy mình lên. Không có sự giúp đỡ, cô bé ngựa này khó có thể tự mình thoát ra khỏi cái nhà tù bùn lầy này. Nhận thấy rằng việc kéo trực tiếp không hiệu quả vì dây thừng không thể điều chỉnh đủ thấp dưới hông ngựa, một người trong nhóm đã đề xuất, có lẽ chúng ta nên dùng một giải đai rộng hơn, quấn quanh phần trước của nó rồi kéo sang một bên. Họ quyết định thử một phương pháp mới, chúng ta có thể thử, bằng cách đặt dây đai quanh vai ngựa và kéo nó sang một bên. Trong lúc thực hiện, họ liên tục động viên nhau và chú ngựa, được rồi, thêm một chút nữa. Đợi đã, thêm một chút nữa, dừng lại, thả lỏng, nó muốn ăn đấy. Mặc dù tình huống căng thẳng, cô bé ngựa vẫn đói đến mức cố gắng gặm nhấm những chiếc lá khô gần đó. Cậu có cỏ khô không? Ó, nó đang đói lắm. Họ nhanh chóng đưa cho ngựa một ít cỏ khô mà cô bé đã nhận lấy một cách biết ơn và ăn ngấu nghiến. Sau đó, với sự kiên trì, nhóm bạn lại bước xuống bùn lần nữa, lần này với quyết tâm cao độ. Ồ, bé yêu. Họ nhận ra rằng nên có thể đặt dây đai dưới đuôi ngựa để có thể kéo mạnh hơn. Chúng tôi sẽ kéo vào má của nó. Nhưng nếu kéo cao quá, nó sẽ làm đau đuôi nó chứ. Dù sao nó cũng chết nếu chúng ta không làm gì. Thì, cứ ăn đi, không sao đâu. Đừng lo lắng gì cả. Chúng tôi sẽ giúp bạn ra. Ngay khi nó được buộc chặt, họ bắt đầu kéo mạnh. Nó đang đến. Nó đang đến. Dường như hiểu rằng mình đang trong tay những người tốt, ngựa tiếp tục ăn trong khi được kéo. Nó sắp lên đến đuôi nó rồi. BRB, một thành viên của nhóm, đã bò xuống bùn bằng bốn chân để điều chỉnh dây đai một cách cẩn thận. Được rồi, chúng ta đã làm được. Đúng vào mông nó rồi. Làm tốt lắm. Tiếp tục kéo. 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 Nào bé yêu. Nó chỉ muốn ăn thôi, nó đói lắm rồi. Sau 45 phút lội lụt trong bùn, họ cuối cùng cũng đưa được cô ngựa đáng thương ra khỏi hố bùn. Đừng để nó trở lại đó. Con ngựa dũng cảm vùng vẫy đứng dậy trên bốn chân và có vẻ như vẫn khỏe mạnh. Nó loạng choạng bước đi trên đôi chân run rẩy, nhưng trước khi biến mất vào hoang dã, nó quay lại nhìn những người cứu hộ và gật đầu như thể nói cảm ơn. Người phụ nữ hiểu chú ngựa và bà đã trả lời, "Vâng, không có gì đâu." Người chiến binh kiên cường tiếp tục ăn để bồi đắp sức mạnh và những người cứu hộ tin tưởng rằng nó sẽ hồi phục, nghi ngờ rằng nó sẽ sớm đoàn tụ với đàn của mình. Đây thực sự là một minh chứng tuyệt vời về những gì con người tử tế có thể đạt được. Cảm ơn bạn đã làm việc chăm chỉ và kiên nhẫn để giúp nó ra an toàn. Người quả phụ cô đơn Sally đã tìm lại được niềm vui trong cuộc sống từ khi có một vị khách không mời mà đến thăm bà mỗi ngày. Trải qua gần 30 năm kể từ ngày người chồng thân yêu của bà qua đời, Sally đã cảm nhận rõ ràng sự cô đơn. Sự vắng vẻ càng trở nên trầm lắng khi các con của bà đều đã có cuộc sống riêng rải rác khắp đất nước. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một ngày nắng nhẹ khi hàng xóm của bà nhận nuôi một chú cún con đặc biệt. Chú cún xanh Bernard, được đặt tên là Brody, mang vẻ ngoài đáng yêu với bộ lông mượt mà và đôi mắt to tròn. Có vẻ như từ cái nhìn đầu tiên, Brody đã cảm nhận được sự cô đơn của người hàng xóm và quyết định rằng bà chính là người mà chú muốn ở bên cạnh. Chẳng bao lâu sau, Brody đã tìm thấy lối đi vào sân vườn nhà Sally và cả hai nhanh chóng trở nên không thể tách rời. Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng ban mai len lỏi qua kẽ lá, Brody lại tới thăm, chào đón bà bằng những cái vẫy đuôi vui vẻ và bà Sally luôn đón chào Brody bằng vòng tay rộng mở. Bé con định đi đâu vậy? Bà thường hỏi mỗi khi thấy Brody tinh nghịch chạy nhảy khắp vườn. Cứ mỗi lần Brody nghịch ngợm biến mất khỏi tầm mắt, bà Sally biết rằng chú đang trốn trong khu vườn để chờ bà tìm. Brody dường như hiểu được rằng Sally đang thiếu vắng một người bạn và chú đã sẵn sàng trở thành người bạn đó. Sự gắn bó ấy càng trở nên mạnh mẽ khi Brody lớn lên từng ngày. Bà yêu cháu. Cháu là cậu bé ngoan. Cháu thật sự là một cậu bé ngoan ngoãn. Sally thường thủ thỉ bên tai Brody khi chú ngả đầu vào lòng bà, và Brody cũng lớn nhanh đến không ngờ. Từ một chú cún nhỏ, giờ đây Brody đã trở thành một chú chó xanh Bernard to lớn, tràn đầy sức sống. Ngay từ những ngày đầu, Sally đã không ngần ngại chiều chuộng Brody với đủ loại bánh quy và thức ăn vặt, và điều này không hề giảm sút khi Brody trưởng thành. Bà đã chiều chuộng quá mức từ khi cháu còn là một chú cún nhỏ. Đó mới là vấn đề. Cún nhỏ dễ thương. Bây giờ nhìn tên quái vật này kìa. Sally vừa nói vừa cười khi nhìn Brody đủ lớn để có thể ôm trọn bà trong vòng tay mình. Đây quả là một tình huống có lợi cho cả hai. Sally có được sự đồng hành của Brody, giúp bà luôn cảm thấy yêu đời và năng động hơn. Nhưng điều quan trọng hơn cả là khoảng thời gian họ dành cho nhau. Dường như không có gì có thể ngăn cách được hai người bạn này. Mỗi lần Sally có việc cần ra ngoài, Brody luôn muốn đi cùng và thỉnh thoảng chú cũng thành công.
chị gái của Brody, Lulu, cũng không nằm ngoài cuộc. Cô chó nhỏ này cũng thường xuyên tham gia vào những chuyến phiêu lưu cùng Sally và Brody, cùng với sự đồng hành của những hàng xóm thân thiện, khiến cho Sally không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa. Có thể nói, đôi khi những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt trong cuộc sống lại mang lại những thay đổi lớn lao, và tình bạn với một chú chó to lớn có thể chính là liều thuốc tinh thần tuyệt vời nhất.